trên Google Pixel 4 và Pixel 4 XL, Face Unlock là một trong những tính năng mới trên dòng smartphone cao cấp Pixel 4 và Pixel 4 XL của Google. Tính năng mới Face Unlock cho phép người dùng mở khóa điện thoại bằng khuôn mặt nhanh hơn và dễ dàng hơn. Tuy vậy, tính năng bảo mật sinh chắc học của Google vẫn còn rất nhiều nhược điểm. Đầu tiên, điện thoại có thể tự động mở khóa ngay cả khi bạn không nhìn trực diện vào nó. Tiếp theo, nếu ai đó dùng điện thoại để quét khuôn mặt của bạn trong khi bạn đang ngủ, họ hoàn toàn có thể mở khóa nó. Cuối cùng, nếu ai đó có gương mặt giống hệt bạn, họ cũng có thể mở khóa điện thoại của bạn. Nếu những nhược điểm trên làm bạn cảm thấy không thoải mái với Face Unlock, bạn có thể xóa dữ liệu khuôn mặt của mình khỏi điện thoại. Sau đây là hướng dẫn chi tiết cách xóa dữ liệu khuôn mặt khỏi Google Pixel 4 và Google Pixel 4 XL. Đầu tiên, bạn cần mở trình đơn Settings. Cách dễ nhất để thực hiện việc này là vuốt xuống dưới hai lần trên màn hình chính để mở trình đơn QUICKSETTINGS. -E Tại đây, bạn bấm nút hình bánh răng hoặc bạn có thể vuốt lên trên từ màn hình chính để mở danh sách tất cả ứng dụng, cuộn xuống dưới và chọn ứng dụng Settings. Kế đến, bạn chọn tùy chọn Security. Cuối cùng, bạn tìm đến tùy chọn Face Unlock để xóa dữ liệu khuôn mặt. Bạn cần nhập mật khẩu, mã PIN hoặc mật khẩu hình vẽ. Trong trình đơn Face Unlock, bạn di chuyển xuống dưới cùng của trang và bấm nút Delete Face Data. Google Pixel 4 hoặc Pixel 4 XL sẽ hỏi lại bạn có chắc muốn xóa dữ liệu khuôn mặt hay không. Hãy xác nhận bằng cách bấm nút Delete sau khi xóa dữ liệu gương mặt face unlock sẽ bị vô hiệu hóa trên điện thoại mật khẩu màn hình khóa vẫn được giữ nguyên để bảo vệ thiết bị của bạn